đâm vào nắp hố ga, ô tô văng lên không rồi đè trúng xe máy. Sự việc được ghi lại vào ngày 16 tháng 11 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một chiếc xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ đâm vào nắp hố ga nhô ra trên đường, khiến phần đuôi xe nảy lên không trung rồi đè trúng một chiếc xe tay ga. Một nhân viên của ủy ban thôn Ai Gang cho biết, người đàn ông đi xe máy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy bị gãy xương cột sống thắt lưng, dập phổi nhẹ và gãy một phần xương bàn chân. Vụ việc xảy ra trên một con đường đang được nâng cấp cải tạo. Con đường đang được trải lại bằng nhựa đường. Trong quá trình này, nắp hố ga bị nhô ra một chút dẫn đến vụ tai nạn. Vào ban ngày, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để hướng dẫn các phương tiện, cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra do sơ suất của đội thi công không bố trí đầy đủ biển báo an toàn vào ban đêm công ty xây dựng liên quan đã thừa nhận sự giám sát của họ và đang tích cực phối hợp với các bên liên quan, bày tỏ sẵn sàng bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại gây ra. Học con gái bán ma túy kiếm lời, mẹ lĩnh án tù nặng. Sáng ngày 18 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lâu động đối với Trần Thị Lệ Thu, sinh năm 1968, chú quận Thanh Khê, Đà Nẵng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Trần Thị Lệ Thu là người không có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài cá nhân. Thông qua mối quan hệ xã hội, Thu quen biết với hai nam thanh niên tên là Linh và Đen, không rõ nhân thân, la lịch, có bán ma túy. Khoảng đầu tháng 10 năm 2022, Linh và Đen đến nhà của Thu tại địa chỉ 372-07 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng, nhờ Thu cất giữ và bán giúp một gói ma túy ketamin và 44 viên ma túy thuốc lắc. Thu đồng ý rồi mang cất giấu tại nhà. Đến khoảng ngày 28 tháng 12 năm 2022, đen liên lạc qua điện thoại gặp Thu, thông báo cho Thu biết đen đang có số ma túy đá với giá 60 triệu đồng, nếu Thu mua, đen sẽ để lại cho Thu. Thu đồng ý mua, sau khi nhận ma túy từ đen, Thu đem về nhà phân chia thành 10 gói loại to và 26 gói nhỏ để bán lại kiếm lợi nhuận. Khoảng 19 giờ 30 ngày 4 tháng 1 năm 2023, khi giao ma túy cho khách tại số 340 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng thì Thu bị công an phát hiện. Tổng trọng lượng ma túy Trần Thị Lệ Thu phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này là 134,102 g ma túy. Tại phiên xét xử, Trần Thị Lệ Thu khai khi có khách liên hệ mua ma túy, Thu sẽ thống nhất giá cả, số lượng rồi hẹn thời gian, địa điểm để giao dịch mua bán ma túy. Thu sẽ mang ma túy đến điểm hẹn dùng băng keo dán ma túy vào tường, đối tượng mua tự lấy, tiền sẽ chuyển khoản để tránh bị phát hiện. Thu xóa cuộc gọi trên máy điện thoại liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Được biết, Thu có hai con gái hiện đang chấp hành án tại trại giam Bình Điền, Thừa Thiên Huế liên quan đến ma túy. Bản thân Thu và một đứa con gái khác cũng sử dụng ma túy. Với hành vi trên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy phạt bổ sung số tiền 15 triệu đồng. Động đất mạnh ở Philippines, trần trung tâm mua sắm đổ sập. Theo hãng tin Reuters và ABC News, trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra ở độ sâu 60 km vào chiều qua, ngày 17 tháng 11 là một người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và gây hư hại cho nhiều tòa nhà. Jogo Rio, Nagajot, 34 tuổi, đang chuẩn bị dùng bữa tại trung tâm SMCT General Santos thì trận động đất xảy ra. Người đàn ông này cho hay, chúng tôi phải chui xuống gầm bàn vì không thể làm gì khác. Chúng tôi rất sợ vì có thể xảy ra giảm đạp, rồi tắt đèn, động đất rất mạnh, mọi người la hét. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, trần nhà tại trung tâm thương mại lớn rơi xuống trong khi các cột trụ rung chuyển. Trung tâm mua sắm SM City General Santos và Robinson Jensen tuyên bố đóng cửa tạm thời. Các bức ảnh cũng cho thấy mái nhà của một trường học bị sập. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chỉ thị cho các cơ quan chính phủ đảm bảo an toàn và phúc lợi cho tất cả những người bị ảnh hưởng vì động đất. Philippines thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào do vị trí của nước này nằm trên vòng lửa Thái Bình Dương, một vòng cung gồm các đứt gãy địa chấn bao quanh đại dương đập vỡ máy đo nồng độ cồn, cắn cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra. Ngày 18 tháng 11, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngọc, 44 tuổi, ngụ ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khuya 17 tháng 11, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Ninh Hải tuần tra trên tuyến đường Yên Ninh thì phát hiện Ngọc đang điều khiển xe máy hướng từ xã Tri Hải về thành phố Phan Rang, Tháp Chàm có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu Ngọc dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, người đàn ông này không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia. Sau đó sợ bị phạt nên Ngọc điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng công an kịp thời truy đuổi và chặn lại. Ngọc không chấp hành đo nồng độ cồn, đập vỡ máy đo nồng độ cồn, cắn vào vùng đùi làm một thượng úy đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ninh Hải bị thương. Công an đã khống chế đưa Ngọc về trụ sở làm việc. Tại đây, Ngọc tiếp tục tỏ thái độ thách thức, dùng lời lẽ chửi bới lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đo nồng độ cồn của Nguyễn Văn Ngọc là 0,849mg trên lít khí thở. Công an huyện Ninh Hải đang củng cố hồ sơ xử lý theo luật định. Phán quyết mới, ông Trung tham gia nổi dậy nhưng sẽ được tranh cử. Đài CNN ngày 18 tháng 11 đưa tin một thẩm phán tại bang Colorado, Mỹ vừa bác bỏ đơn kiện đề nghị ngăn cựu tổng thống Donald Trump tranh cử sơ bộ tại bang này. Trước đó, đơn kiện cho rằng do ông liên quan vụ nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nên nếu đắc cử và giữ chức tổng thống sẽ là vi hiến. Phán quyết do thẩm phán Sarah Wallace đưa ra sau khi thẩm phán tại các bang Minnesota và Michigan cũng bác bỏ đơn kiện tương tự. Ba vụ kiện này vốn thu hút tài trợ từ nhiều nhóm, nhưng đến nay đều thất bại trong nỗ lực chặn ông Trump tranh cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Dù bà Wallace nhận định ông Trump tham gia một vụ nổi dậy hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021 thông qua việc kích động, nhưng cũng cho rằng lệnh cấm đối với những kẻ nổi dậy theo tu chính án thứ 14 không áp dụng đối với các tổng thống. Khoảng 3 của tu chính án số 14 được phê chuẩn vào năm 1868 có đoạn những ai với tư cách là thành viên của Quốc hội hoặc một quan chức Mỹ hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào đã tuyên thệ ủng hộ hiến pháp Mỹ nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại hiến pháp sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền. Điều khoản này rõ ràng cấm những người nổi dậy làm thượng nghị sĩ, đại diện và thậm chí cả đại cử tri nhưng không nói đến tổng thống. Điều khoản này cũng không đề cập văn phòng tổng thống. Sau khi xem xét lập luận của hai bên, tòa án bị thuyết phục rằng các quan chức của Mỹ không bao gồm Tổng thống Mỹ. Tòa án thấy rằng vì bất kỳ lý do gì đi nữa, những người soạn thảo khoản 3 không có ý định bao gồm người đã đọc tuyên thệ Tổng thống, theo bà Wallace. Bộ trưởng ái náy với cảnh bé trai gái khuyết tật nặng phải ở chung phòng Chiều ngày 17 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào Cai, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tới thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh và cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại huyện Bảo Thắng. Tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đại biểu thăm hỏi, gửi lời chia sẻ, động viên và trao quà tặng các cụ già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi, bị tâm thần, khuyết tật nặng đang được chăm sóc điều trị tại trung tâm. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Lào Cai hiện quản lý và chăm sóc 97 người, trong đó có 52 trẻ mồ côi, 26 người khuyết tật, 12 người già cô đơn không nơi nương tựa và 7 trường hợp tự nguyện. Đây cũng là nơi tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp cho những trường hợp là nạn nhân bị mua, bán, xâm hại, bạo lực gia đình, lang thang, cờ nhở. Đến thăm khu trẻ em bị tâm thần, khuyết tật nặng, Bộ trưởng xót xa ấy nấy khi điều kiện cơ sở vật chất tại đây còn khó khăn. Tới thăm các cháu, tôi thấy cơ sở vật chất tại khu chăm sóc trẻ khuyết tật nặng còn hạn chế, các cháu nam nữ phải sinh hoạt chung một khu. Trẻ em được đưa vào trung tâm là những hoàn cảnh kém may mắn, dễ bị tổn thương, càng cần sự hỗ trợ, nâng đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu, Bộ trưởng nhắc nhở. Thấy những bất cập thiếu thốn về cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động tại trung tâm, Bộ trưởng bàn với lãnh đạo tỉnh Lào Cai hướng mở rộng khu chăm sóc trẻ em tâm thần, trẻ em khuyết tật nặng Bộ trưởng xúc đột yêu cầu phải làm sớm, làm ngay việc khắc phục tình trạng này. Choáng với tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan, hàng nghìn bất động sản, du thuyền, tàu, siêu xe. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 86 bị can về 7 tội danh khác nhau, bà Trương Mỹ Lan Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Quá trình điều tra, C03 đã giả soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Trong vụ án này, C03 đã thu giữ tổng số tiền là gần 599 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ, đồng thời phong tỏa 43 tài sản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can. Tổng số tiền phong tỏa là 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu đô la Mỹ, ngăn chặn giao dịch với số dư 789,8 tỷ đồng trong tài khoản mở ngân hàng SCB. Đối với bà Trương Mỹ Lan, C03 đã tiến hành tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 104 bài thỏa thuận bồi thường các thừa đất thuộc dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. C03 cũng tiến hành kê biên đối với 1.237 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản của các bị can trong vụ án. Ngoài ra C03 cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một số thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó còn có một số tiết kiệm, thiết bị điện tử và các đồ vật khác án mạng đâm chết em ruột sau mâu thuẫn vì nói xấu vợ con. Ngày 18 tháng 11, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ án anh trai đâm chết em sau mâu thuẫn trên bàn nhậu xảy ra tại phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức. Nạn nhân là anh C, 31 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 11, anh C cùng anh trai là Nguyễn Ái Bảo, 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và ba người khác ăn nhậu tại căn nhà trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, trong lúc ăn nhậu, Bảo nhiều lần xúc phạm, chửi vợ con của em trai. Sau đó vợ chồng em trai phản ứng lại, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến 21 giờ cùng ngày, anh C dùng đá chọi Bảo nhưng không trúng. Bảo xuống bếp lấy dao đâm vào ngực em trai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bắt người đàn ông hiếp dâm bé gái hàng xóm Ngày 18 tháng 11, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Hồ Văn Cường, 48 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa ngày 8 tháng 10, sau khi uống rượu, Cường nhớ lại hàng xóm có N, 10 tuổi, đang ở nhà một mình, nên đi bộ đến nhà. Thấy bé N đang nằm ngủ một mình ở sàn nhà nên đã lẻn vào nhà, thực hiện hành vi đồi bại. Sợ bị Cường đánh nên bé N không dám tri hô, sau khi thỏa mãn dục vọng, Cường bỏ về nhà. Sau đó bé nợ kể lại sự việc cho gia đình nghe và gia đình đi tố cáo hành vi của Cường. Công nhân hạn chế chi tiêu, nhiều chợ tử phát xóa sổ Theo ghi nhận, ở cổng sau công ty Tỷ Hùng, Bình Tân, trước đây là khu chợ đồng đúc tấp nập, công nhân mua bán sau giờ tan ca. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây, chợ tử phát bán cho công nhân nơi đây đã giải tán do có rất ít người mua chị Lê Ngọc Trinh từng bán tạp hóa ở cổng sau công ty Tỷ Hùng. Theo chị, trước đây công nhân tan ca buôn bán náo nhiệt, tuy nhiên từ sau khi công nhân cắt giảm chi tiêu thì nhiều hàng quán dọn đi. Chị phải đóng cửa tạp hóa để chuyển sang làm công việc khác. Theo chị Trinh, con đường này trước đây tấp nập người buôn bán, ngồi kín hai bên lề, từ đầu cổng công ty ra đến tận đường lớn. Tuy nhiên hiện nay, con đường trở nên trống chảy, vắng vẻ, chỉ lắc đác một vài công nhân ghé qua. Những xe hàng, thùng hàng, giò đựng, dù che vứt dọc hai bên đường và đã có dấu hiệu bỏ lâu vì vắng công nhân ghé mua. Một số người chọn cách rời ra gần đường lớn, nơi đông đúc hơn để tiện cho người đi đường ghé mua. Cũng tình cảnh trên, tại một chợ tự phát gần công ty trách nhiệm hữu hạn Pogen Việt Nam, tình trạng điều hưu vắng khách cũng ngập tràn trên con đường, được cho là đông đúc công nhân đi qua sau giờ tan làm. Những hàng quán ven đường dù được bày bán nhưng khá vắng vẻ, thậm chí chủ còn không có mặt ở đấy để canh hàng. Theo ông Cường, chủ của chiếc xe bán nước được che chắn ký lưỡng, chia sẻ. Trước đây ông bán cả ngày nhưng bây giờ ế ẩm nên ông chỉ dọn hàng ra bán buổi sáng, giờ công nhân đi làm, còn buổi trưa ông dọn hàng sớm để phụ vợ bán đồ ăn cho buổi chiều. Đường Hồ Chí Minh, đoạn Trơn Thành, Đức Hòa, thông xe từ tháng 11 năm 2025. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành, Đức Hòa thuộc một phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây thi công dở dang nhiều năm, nay được khởi động lại và sẽ sau những hạng mục đầu tiên từ tháng 11 năm 2025, ngày 18 tháng 11 tại Bình Dương, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An đã tổ chức lễ triển khai thi công dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Trơn Thành, Đức Hòa. Dự án có chiều dài 72,75m, có điểm đầu tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương và điểm cuối tại nút giao với quốc lộ N2, nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư dự án quy mô 2 làn xe là hơn 2.292 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách. Dự án được chia làm 3 gói thầu, trong đó gói thầu đầu tiên bao gồm 31,5 km từ huyện Bảo Bàng đến sông Sài Gòn và 6 cây cầu, gồm cầu Canh Phước Hòa, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thi Tính, cầu Suối Tre và cầu Thanh An bắc ngang sông Sài Gòn, giá trị hơn 861 tỷ đồng, ông Khương Văn Cương. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết, Đơn vị thi công sẽ nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng, hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, trong dự án có một số hạng mục dở dang nhiều năm, trong đó có nhiều cây cầu chưa hoàn thành nên trước khi thi công, kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp để kiểm tra hiện trạng, kiểm định chất lượng, khối lượng và thống nhất giải pháp triển khai các hạng mục này. Đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành, Đức Hòa, trước mắt xây dựng 2 làn xe, nhưng trong tương lai sẽ tiếp tục được mở rộng lên 6 làn xe, đạt chuẩn cao tốc bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày